Đầu tiên cho phép Kim Duyên xin chào tất cả quý vị khán giả và quý vị doanh nhân. Và hôm nay khi mà Kim Duyên có mặt ở đây thì Kim Duyên cảm thấy rất là vui và không khí rất là náo nhiệt. Khi mà thấy các anh chị doanh nhân rất là xinh đẹp, ai cũng xinh đẹp và tài giỏi, đặc biệt là còn hát hay nữa. Duyên mong là chương trình mình những năm sau sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và ngày càng thành công hơn nữa. Và hy vọng rằng năm sau của Doanh Nhân Tỏa Sáng, chị Kim Duyên sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để cho chương trình của chúng ta thêm màu sắc, có sự góp mặt của những người đẹp thì chương trình sẽ càng đẹp hơn. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chào chị. Xin chào.